Chào các bạn nhé. Để phòng virus corona ở thời điểm hiện tại, thứ nhất là chúng ta chọn đeo khẩu trang hay là đeo máy thở. Thứ hai là các bạn chọn ở nhà hay là ở bệnh viện. Và thứ ba là chúng ta chọn uống nước hay là truyền nước. Và cuối cùng là chúng ta chọn thà chấp nhận thời điểm hiện tại ít tiền hay là chúng ta chọn chủ quan để rồi không bao giờ còn có cơ hội làm việc và kiếm tiền nữa.